Ơ, à, cậu gì ơi, rơi ví này. À, bắt quả tang ông móc túi, bớ người ta trộm này. Này cô kia, ăn nó cho cẩn thận. Ơ, à, ví của tôi, lão già đúng là lưu manh. Ơ, à, mất hết tiền rồi. Ê, mẹ chưa, nhìn cái mặt nó biết không tử tế vậy. Mấy người? Khám người xem có tiền hay không biết ngay. À, tiền họ của con tôi. Đây đúng là tiền của tôi. Trời, trả tiền cho tôi. Chào các hảo hán. Theo dõi con mồi, phối hợp dàn cảnh, tạo sức ép nên nạn nhân ban ngày ban mặt cướp tiền trắng trợn, chuẩn bị đi tù từ 3 đến 10 năm đi nhá. Lên phượng. Hả? Cô né nhá. Né không?